Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Vâng, đơn hàng ngày mới bên em đây ạ. Tời tự hãm, tời quay tay nhá. Và hàng nhập khẩu Đài Loan xịn sò nhá. Đây ạ. Nhông này, thép A3 nhá, rất chi là chắc chắn này. Côn to nhá, côn 48 này, lên dây rất nhanh nhá. Và hàng được nhập khẩu nguyên chiếc này. Đấy. Đây bên em đang đóng 50 chiếc cho khách đây ạ. Mỗi một thùng là 12 chiếc nhá. Vâng. Đấy. 4 thùng là 48 chiếc này. Và một thùng này thì chứa dây cáp và dòng dọc này. Và 2 chiếc ạ. Vâng. Tời tự hãm, tời quay tay 3 lăng xích nhé. Bên em sẵn hàng cho quý anh chị và các bạn nhé. Vâng. Đây các cây lưng dạp này. Cây lưng dạp chuyên dụng nhé. Đấy, chưa lắp tời vào nhé. Đấy, bà con ai có nhu cầu về tời tự hãm, tời quay tay, tời lưng dạp thì liên hệ đến kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Có địa chỉ tại Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Vâng, đây các nhân công thì đang đóng hàng này. Vâng. Giá thì tốt nhất thị trường nhá. Đổ xỉ lẻ toàn quốc nhá, liên tục tuyển đại lý này, các loại dây căng này, dây chằng hàng nhá. Vâng. Đấy, giá xịn, giá thì bao chất toàn quốc luôn. Tuyển đại lý xỉ lẻ toàn quốc ạ. Ba lăng xích này, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn này, các loại HSZ, HSC này, VD này, hàng VN này. Còn xích được mạ cho nên là trong quá trình dùng rất chi là sạch sẽ nhé. Và mọi chi tiết liên hệ qua số 0973 143 996 ạ, để được tư vấn ạ. Và rất mong được phục vụ quý anh chị và các bạn. Và xin chào ạ.